Mọi người ơi, đang nắng 37 độ, hết hình dung. Nhưng mà cái thời tiết này tôi khoái nha mọi người. Tại sao? Trời ơi, chấn động, bấm vô kem giùm đi bồ ơi. Đó, ừ, trời ơi, cái chất kem nè, mê ly chưa? Quá trời, thơm bát ngát luôn. Cái mùa này chị em nhà mình không dưỡng trắng là hối hận nhất trong năm. Mùa này sức kem Body Luxury cực kỳ dễ trắng và thoa đến đâu thấm đến đó. Mọi người dùng Body Luxury của em, khỏi cần thoa nước hoa nha các tình yêu nha. Khỏi cần thoa nước hoa dùm cho em luôn. Nó có để lại một cái lớp màng sinh học phủ lên trên da. Nhìn da mọi người rất là có sức sống luôn nha các tình yêu ơi. Rồi, xong rồi mọi người muốn trắng nhanh thì dùng thêm tắm trắng. Đặc biệt mùa nắng này rất là dễ ăn nắng, cho nên mấy chị kết hợp với body và tắm trắng. Tắm trắng giúp mấy chị nhả nắng rất là tốt. Một tuần mấy chị tắm một lần để cho nhả nắng. Kết hợp với body luxury nữa là trắng khỏi chê, khỏi nói, khỏi bàn, khỏi cãi luôn nha các tình yêu của em ơi. Rồi, mùa này nhanh tay dưỡng trắng, về với Nguyễn Huỳnh Nhân, không thất vọng nào nha. Ok.